Xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Hôm nay chúng ta trở lại vấn đề nghiệm lý lá số tử vi. Thì hôm nay bà Đô Sĩ có gửi cho mình một lá số của một cậu bé tên là Hải Đông. Thì gia đình cậu ấy có gửi về để hỏi thăm rất nhiều về lá số tử vi. Thì để trả lời cho những câu hỏi tử vi, thứ nhất là bé có số xuất ngoại không? Có ở ra nước ngoài lại lần nữa không? Rồi học hành có bằng cấp không? Công việc tương lai thế nào? Thì cậu bé này sinh vào ngày 9 tháng 12 năm 2002, sinh vào giờ Tý. Thì khi mình lấy lá số tử vi ra đó thì thấy được là mệnh thân người này là Thái Dương, Thái Dương hám cư ở Tý cung. Tử vi đã biết rồi, khi mà người Thái Dương hám mà cư ở Tý thì lúc đó mình phải coi xem là người ta sinh ban ngày hay ban đêm. Thường thì những người sinh ban ngày nó đỡ hơn, thì đường đời nó thuận lợi hơn chút. Nhưng mà nếu như mình là mặt trời, mà mặt trời lại nó lại tỏa sáng ở ban đêm, thì mặt trời này nó không được đẹp. Vậy thì mình chỉ nhìn cái mặt trời của mình giống như là mình nhìn thấy ánh mặt trời ban đêm mà trên mặt nước thôi, chứ không phải là mặt trời ở trên cao. Vậy thì cái người Thái Dương này cần cái yếu tố là đi xa, xuất ngoại thì đường đời thuận lợi hơn. Chứ nếu như mình ở quê nhà thì với hai vầng trăng sáng như vậy thì nếu mình ở bên nó lại không tốt, nếu mà đi bên kia bờ thế giới thì mặt trời thái âm thái dương của mình ở cái bên kia thì nó đang sáng, thì mình qua bên đó thì đường đời mình sẽ có thành tựu, thì đối số bé này có thể đi được. Nhưng mà bé này sinh ra gốc người gốc toái phá, ngũ khốc hư ngũ kình dương. Thì nếu như mà ở đây mình có sao kình dương đi thì tất cả mọi thứ trên đường đời này của cậu bé này do người này quyết định. Cái tính nóng nảy và cái tính bỏ dang dở bốc đồng gì đó thì do người này. Mà mọi người nên để ý này, có nghĩa là cậu bé này dù sao cũng có kình dương. Kình dương thì nó kích phá hơi mạnh, nó dễ thương đưa tới những cái thương tật về tay chân. Thì ai mà mệnh có kình dương hoặc đà la thì hay bị như thế này. Nên đường đời nhiều lần gặp tai nạn, nhất là những cái hạn mà tiểu hạn mình đi qua gặp những sao như các sao sát tinh thì rất dễ là mình bị tai nạn. Nên cái này, nhưng mà được cái là tùy vào cái hạn của bé. Nếu như nhìn lá số này thì có khá là nhiều cát tinh tụ về thì có tai nạn xảy ra nhưng mà bé cũng qua. Nên cái này là gia đình đừng có lo quá. Thì để trả lời cho câu hỏi là bé này có ra nước ngoài được không, thì ở cung Di ăn sao Thiên Lương. Vậy thì đây là cái thế Dương Lương. Mà có sao Văn Xương chiếu về Ngũ Lộc thì cái số này kiểu này là Dương Lương Xương Lộc. Thì người này sẽ được cái thế gọi là được đi du học mà ra nước ngoài có bằng cấp. Thì trước sau cỡ nào cỡ, nghĩa là tự cậu bé này cậu sẽ kiếm cách để cậu làm sao mà học hành sẽ có bằng cấp ở nước ngoài. Nhưng mà cái gốc người mình đó là mình sinh ra trong cái tam hợp mà nó đi nghịch lại với thiên thời của mình, khắc nghịch. Nên đường đời của mình rất là vất vả. Thì lúc này mình phải coi xem là sao thiên má mình có đắc hẳn với mình không, để mình có nghị lực hay không. Thì thiên má ở đây ngũ tuần từ kim, nó sẽ dịch chuyển, nó sẽ dịch chuyển cái hành. Thì thiên má lúc này nó sẽ có là hành thủy. Thì mệnh mệnh mộc, thủy sinh mộc, thì cậu bé này có nghị lực. Khi nào cần cái gì phấn đấu thì tự nhiên may mắn nó tới giúp cho mình, thì mình lại vượt qua được, sẽ đạt được cái thành tựu hơn cả cái sức lực của mình có. Thế này là may mắn. Thì người tam thế điếu rất cần điều đó thì cậu bé này có được. Mà hai sao khúc hư thì nó không phá mình đoạn đầu nhưng mà nó cho mình rất nhiều cơ hội để gặp may mắn, gặp được rất nhiều người mà đường đời những người khác không gặp được, nhưng mà nó sẽ phá mình một cái đoạn sau. Có nghĩa là những người tam thế điếu luôn luôn họ đi tới cái hạn về hai mươi mấy tuổi họ đã đắp thiên thời, thì ở đó cái khúc hư nó kích phá lên mình đạt được rất nhiều thành tựu. Nên cậu bé này mới có 19 tuổi thôi, nên đường đời đi chưa còn xa lắm, nên chưa thể thảo luận cuộc đời người này nhiều được mà nó tốt hay xấu được. Thì tất cả là phải do cô bé này. Thì nếu như con mình sinh ra với đất tang tứ điếu thì những người này thích thể hiện, thích nói nhiều hơn là thích làm. Nên mình phải, ví dụ như con mình thì mình phải gượng ép vô, đặt áp đặt vô một chút, đặt bé vô một cái vị trí coi như là phải có cái bằng bằng được, rồi sau đó muốn làm gì làm thì tốt hơn. Thì ở đây á, thì bé có thiên lương nóng cung di, số ra nước ngoài mà gặp khá nhiều những sao phúc, những sao thiên, mà cho thấy là điều bé ở nước ngoài là con hóa lộc, nó cởi mở có thiên lương
không có sự buồn bã, mà là cô bé này rất là vui vẻ nhé, tập trung làm được những điều mong muốn nhé, cởi mở tấm lòng mà lại có khá là nhiều người giúp mình đó. Thì rất là siêu thiên nó giúp cho mình cái may mắn, nghĩa là mình gặp được rất nhiều quý nhân nó hỗ trợ cho mình. Và thì bé ra nước ngoài rất là tốt, không đi bây giờ đi có thể về nhưng mà sau này lại đi tiếp thôi, vì khi mà về hạn về cung phúc ngộ hai sao cơ âm, ngộ khá là nhiều sao đi lại thì lại nhiều rất nhiều sao phúc tinh, thì đoạn này bé lại đi nước ngoài nữa. Nên cái người này đã thiên lương hám thì mà cái cung phúc ngộ diệt đi thì bé danh đi xa thì tốt hơn ở ở quê nhà. Thì trước sau cậu bé này cũng cũng kiếm đường đi, mà về đất thái tuế của đời mình thì thế nào cậu cũng kiếm cách ra nước ngoài được thôi, nếu mà về hạn này gặp nhiều chuyện xui đi, nhưng mà sau cái hạn này lại đi được. Hay là coi kỹ về cái hạn. Thì nếu mà hỏi thêm một chút về việc làm cậu bé này làm được gì, thì thiên về cái người tăng thế điếu thì họ có một cái khả năng thuyết phục người khác rất cao, khả năng giao tiếp rất là tốt và khả năng mà nói chuyện với người khác rất là hay, biết nắm bắt cái ý người khác. Và thêm cái sao cự môn là cái sao thích ăn nói, thích giao tiếp, thì cậu bé này làm bên những mảng bên thiên về giao tiếp tương tác với người rất là tốt, ví dụ như là bán hàng này, sale này, marketing này, hoặc là làm bên những mảng về du lịch này, thì cậu bé đã học được. Nhưng mà em thấy ở đây là ăn khá là nhiều sao xương khúc, rồi thêm tấu thư phần các giải thành, thì cậu bé này có khả năng sẽ trở thành một người mà sáng tạo nghệ thuật. Có nghĩa là tự bản thân cậu bé này sẽ tìm tòi học một cái gì đó mảng mà giống như là mình thành một cái người nghệ sĩ và mình sáng tác một cái gì đó, hoặc là mình viết văn làm thơ gì đó, thì cái văn hóa nghệ thuật trong cái người này rất là cao. Cậu này có khả năng ra tài về viết lách nữa, viết lách coi như là thất khẩu thành thơ làm văn gì đó, thì em không không rành lắm nhưng mà có thể là ở đây cậu xa sẽ làm được, và có thể là một người rất là hay về mảng nghệ thuật. Thì nếu mà gia đình thích và tự cậu bé này chọn hướng đi thì ra nước ngoài có nhiều điều kiện, có nghĩa là mình sẽ nhiều những hay là mình thích học cái nào thì theo đuổi cái đó. Thì cậu bé nó còn trẻ quá nên còn học được khá là nhiều thứ. Thì đã là lời tiếp cho cái hạn hạn 10 năm, 10 năm hiện tại thì rơi vào cung Phụ Mẫu ngũ sao Thiên Phủ, thì có một số sát tinh đánh phá về nhưng mà cũng đắc khá là nhiều khắc tinh, có cả niềm vui nữa. Thì những chuyện tình cảm cũng tới này, chuyện học hành cũng được này, không có nói tệ, không có gì đáng lo. Thì tuy là sát tinh nhưng mà là nhẹ thôi, không có nặng. Thì hạn này được, hạn này đạt được khá nhiều cái mong muốn, thì không đi được thì đoạn sau sẽ đi được. Thì em nghĩ là tới khi về tới cái hạn gặp cơ âm và ngộ cái đất dòng thái tuế thì cậu có lại xuất ngoại thôi. Dù sao cung di rất là đẹp, cung di, cung quan, cung mệnh không có xấu, nên lá số này đối với em là tương đối được. Không tại cung di cung tài rất là hay, cung tài nhìn thế vô chính diệu tưởng là không có tiền nhưng mà lại có, tại vì những người khác người ta đắc cái thế các sao như cô thần tang môn song hao đạo quân thì khó giữ được tiền, nhưng mà cái kia mà cái tuần ở đây nó xiết lại đó, càng lớn lên nó xiết lại thì nở ra mình lại có tiền. Cơm tới thì biết đầu tư làm ăn thì tiền bạc nó muốn tới với mình, không có gì buồn. Đó là cái phần giải thích của mình cho lá số này. Thì cậu bé này này mạnh ăn cân kiền dương thì đường đời rất dễ tai nạn, ok, mà cung tật ất mình lại là có liêm sát ngộ hình ngộ không thì cái đó là cẩn thận, bé rất dễ đi lại cạ quẹt hoặc tai nạn là luôn luôn xảy ra. Vì dù sao thiên má mình ngộ tuần mà mình gặp con kình dương thì gần như giống như kiểu như là đà la ngộ ở thiên má, thì gọi là má khỏe, nghĩa là tay chân mình thức chút có tai nạn nó xảy tới nha mình, cái này chịu thôi, cái này không giải được. Ok, thì cung tự đắc còn dính thêm cái đó nữa thì nó hiện cái đó là rõ ràng hơn. Thì nhà đi tới lui của bác phải cẩn thận một chút, nhưng mà cũng tùy năm nhé. Nếu mà mình biết được cái hạn của mình, ví dụ như những năm không phải năm nào cũng bị, mà chỉ rơi vào một những năm, mà ví dụ như là những năm rơi vào cung Thạch Ất là một này, cung 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 Phu Thê này, ăn Đà La này, cung Thân ăn con Kình Dương này thì mình bị nhiều hơn. Vì sao mình cũng là người mệnh mộc nên mình rất sợ những sao cắt xẻ như là Thiên Hình, Kình Dương với Đà La. Đó, thì đây là cái phần ý của mình. Xin phép trả lại cho bạn đô xì nha. Ok, cảm ơn bạn Phi nha. Chào lại các bạn yêu tử vi.
Chào bạn Hải Đông cũng như là gia đình. Thì đây là cái lá số của con trai bạn Hải Đông. Thì cái câu hỏi của bạn cũng như là cái lời nhắn của bạn đã được chuyển tới chú Lê Đức. Và chú Lê Đức có đọc qua, có nhìn qua cái lá số của cháu và có cho một số những cái tư vấn cũng như là lời khuyên. Thì một chút nữa đây mình sẽ nói đến cái phần đó. Nhưng mà cái đầu tiên đó là bạn nhớ là con mình nó sanh vào ngày mùng 9, vào giờ Tý. Mình phải nói như vậy thì cái thông tin nó mới đúng. Còn nhiều khi mình nói là ngày mùng 8 mà 23:30 thì nhiều cái website họ sẽ an sai cái lá số của cháu nha. Đó là bạn nhớ là cái điểm đầu tiên là phải nói là ngày mùng 9 vào giờ Tý. Cái thứ hai nữa là cháu nó là người can nhâm. Thì các bạn biết rồi, cái người can nhâm á, là cái bộ tứ hóa phải an theo là thiên lương được đồng cung với hóa lộc, tử vi đồng cung với hóa quyền, tả phù nha đồng cung với hóa khoa và vũ khúc được an cùng với hóa kỵ. Cho nên lúc này cái con sao hóa khoa của bé nó không nằm ở cung phụ mẫu mà hóa khoa phải an ở cung phúc đức mới đúng. Đó là hai cái điểm bạn nhớ như vậy, là người can nhâm tả phù được an cùng với hóa khoa, cho nên bây giờ bé nó cung phúc nó có hóa khoa. À, thì mình phải điều chỉnh lại thôi. Rồi cái bây giờ trả lời luôn vào cái câu hỏi của bạn. Okay, thì đây là cái người cung mệnh có thái dương mà đồng cung với kình dương. Cung phúc của mình thì có thái âm mà đi chung với thiên cơ. Thì đây là cái người chịu ảnh hưởng nhiều ở cái bộ âm dương. Thường những cái lá số này là cái lá số thường mình hay khuyên là đi nước ngoài. Hoặc đây là cái số của những cái người họ có cái định mệnh là đời của họ phải đi lưu vong. Mình dùng cái từ lưu vong thì nghe nó có vẻ nó hơi nặng nề, nhưng hiểu một cách đơn giản của cái thời đại bây giờ, lưu vong nó có nghĩa là chúng ta có cái số đi nước ngoài, có cái số định cư ở một cái quốc gia khác, không phải là cái nơi mình sanh ra và lớn lên nữa. Đó là cái số của bé con trai của bạn Hải Đông là như vậy. Kế nữa là số nó cái mắt nó kém. À, mà ngay cả hai con mắt của nó cũng sẽ có một cái độ, ví dụ như nó bị cận đi thì nó cũng không có cận đồng với nhau đó, nghĩa là một bên nó lệch hơn cái độ bên kia một chút, số từ nó nói chuyện hơi bị vấp một chút. Nè, là như vậy là đúng số. Cái thứ hai nữa là nếu mà nó không đi năm nay á, cuối năm nay thì năm sau nó cũng đi. Nó không đi trước thì nó cũng đi sau, tại số này nó là có chương trình của nó phải đi rồi. Mà ví dụ như nếu mà không cho đi du học thì tự nhiên sẽ có một cái chuyện gì đó xảy ra, ví dụ một cái chương trình gì đặc biệt người ta sẽ cho nó đi. Thì cái kiểu của bé nó hay có những cái cơ hội như vậy để đi nước ngoài lắm. Nhưng mà mình khuyên này là cái lá số đi nước ngoài rất tốt nha. Nó là người rất thông minh, thằng này nó giỏi lắm. Cái đầu tiên của nó giỏi về vấn đề tính toán. Nó đủ trò hết trơn, đó là cái lá số của cái người này. Bố mẹ khen là bé ngoan, nhưng mà nhìn cái lá số thì cái người này cũng không phải giống như là bố mẹ nghĩ đâu. À, cái người này học giỏi, thông minh, học về vấn đề khoa học, kỹ thuật, điện tử, cái gì mà dính tới điện á, thằng này nó rất là hay. Nó làm được nhiều cái thứ trong cuộc đời của nó lắm. Cái lá số này là một cái người giỏi về nghiên cứu, học toán cũng giỏi. Hoặc là cho nó về vấn đề vi tính, nó cũng rất là hay. Học về khoa học, kỹ thuật, điện tử thì cái người này sẽ thành công. Cái đại hạn ở cung Sửu là bây giờ là cung từ 13 cho đến 22 á, thì bây giờ nó 19 tuổi mà, thì cái đại vận này là đại vận đi học rất là tốt. Đúng theo cái bạn Hải Đông có kể là cái năm mà bé nó 17 tuổi âm á, nó gặp một cái vấn đề về cái chân của nó, đúng không? Thì ở trong cái lá số này nó cũng ứng như vậy. Cho nên mình nói cái đấy là cái lá số của nó. Nhưng mà cái vấn đề mà thiên mã mà ngộ tuần á, thì cái chân của nó bị thương thôi, nhưng mà không có nặng đâu. Sau này nó sẽ bình thường. Ừ. Nhưng mà nó đã có cái hạn như vậy rồi là nó ứng là rất là tốt. Kế nữa là cái hạn đến cung Dần. À, thì bây giờ mình nói cái hạn kế của nó là cái hạn rớt vào cung Phúc Đức mà về thiên cơ thái âm mà có hóa khoa ở đây, thì ở hạng này nó sẽ làm việc rất là hăng say. Nó về cái thiên thời của nó làm việc rất là hăng say. Nhưng mà chú ý cho bé nó là vấn đề xương cốt là một nha, máu huyết là hai. Về vấn đề bộ phận tiêu hóa thì những cái năm từ 23 cho đến 32 là nó sẽ học được, học tiếp nữa. Thằng này nó học rất là nhiều. À, mà cái hay ở đây nữa là cái là nó sau này nó đi xin việc làm á, thì khi mà người ta gọi là interview, nghĩa là phỏng vấn nó, thì có khả năng là người ta nhận nó làm không phải là do cái bằng cấp của nó mà bởi vì cái kinh nghiệm của nó nhiều hơn. Cái này nó giỏi lắm, nó dùng cái kiến thức của nó mà nó kiếm được cái công việc của nó, chứ nhiều khi chính cái bằng cấp của nó cũng không dùng để phát huy được cái sở trường lúc mình đi học. Mình nói một cái ví dụ như là lúc nó đi học từ cái năm 13 này cho đến qua cái hạn kế tiếp là cung Dần luôn,
nó sẽ có một hoặc hai cái bằng gì đó. Nhưng mà khi nó đi vào cái công việc đó, người ta giới thiệu cho nó một cái công ty nào lớn để nó vào nó làm, thì người ta hỏi nó làm thử cái này coi nó thấy được không, thì khi nó vô nó làm thử cái đó thì người ta lại nhận nó việc, nó là cho nó cái công việc cao hơn là cái bằng của nó, nhưng mà thật ra cái bằng của nó lại không sử dụng ở cái vai trò khi nó đi làm. À, thì cái kiểu của bé này là nó hay gặp trường hợp như vậy, nghĩa là những cái chứng chỉ, những cái bằng cấp của nó lại không sử dụng sở trường để học để mà làm việc, mà nó sẽ về cái vấn đề nó dùng kiến thức của nó nhiều hơn. Đó là như vậy. Rồi cái kế nữa là khuyên nha, cái này là chú Lê Đức khuyên bạn Hải Đông có biết có một cái loại kính đó, mà cái người cận họ đeo, ví dụ như là ở trong nhà không có ánh sáng mặt trời thì cái mắt kính nó màu trắng, cái đến khi mà nó bước chân ra ngoài ánh sáng, nó đi lái xe thì cái mắt kính bắt đầu nó đổi màu thành một cái màu xám hoặc là một cái màu xanh gì đó, thì cái loại mắt kính đó là mắt kính thuốc, nghĩa là người ta bỏ một cái lớp gì đó lên trên cái mắt kính cận đó, mình không biết cái tên, nhưng mà mình thấy có cái loại đó nó hơi mắc tiền một chút, thì khuyên là con trai của bạn Hải Đông nên thường xuyên mua cái loại kính đó mà đeo. Có nghĩa là nó cận, nhưng mà khi nó ra ngoài ánh sáng á, thì cái mắt kính của nó trở thành màu xám, màu xanh, ví dụ như vậy. Nó trở thành mắt kính râm, nhưng mà nó vẫn thấy đường. Rồi vào nó trong nhà á, thì mắt kính nó trắng lên. Đó, thì cái kiểu như vậy là khuyên nó luôn luôn nên đeo cái mắt kính như vậy để bảo vệ cái đôi mắt của nó. Tại vì cái bộ âm dương của nó có những cái bộ sao, nếu mà nó không đeo kính màu sậm á, thì thường nó sẽ có những cái vấn đề hay xảy ra tai nạn về con mắt của nó. Thì bây giờ mình giải nó bằng cách như vậy. Đó là cái khuyên đầu tiên. Cái khuyên thứ hai á, là cái lá số này nên hòa đồng với đối phương. Khi mà giao tiếp ở bên ngoài á, thì mình làm việc nó sẽ tốt hơn. Tại vì tài thọ nó đóng tại cung thiên di của nó, mà có tất cả những cái bộ sao như thế này, thì nói là cái người này kiểu gì nào cũng có cái tính hơi bướng một chút nha. Có nghĩa là có thể là bề ngoài nó nói chuyện có vẻ như là ngụy biện nhiều hơn. Nhưng mà thật sự ra nhiều khi nó ra ngoài trường đời nó cũng hay bị vạ lây bởi cái miệng của nó. Đó, cho nên nó tính nó cũng hơi ngang ngang đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây thì có khả năng là khuyên bé nó nên đi ra ngoài trường đời, ra xã hội, thì nên sống hòa đồng với cái đối phương. Khi mình giao tiếp á, thì mình làm việc nó sẽ tốt và thuận lợi rất nhiều. Còn về vấn đề cái cung hạn kế nữa, là cái hạn từ 33, nghĩa là cho đến 42 là cung hạn vớt vào cung điền á, thì lúc này nó về cái bộ tử tham mà gặp hóa quyền. Ở cái hạn này khuyên nha, là đầu tiên là nó sẽ có một cái khả năng nó vướng vào một cái mối tình gì đó, hoặc là một cái lưới tình. Ở cái hạn này có khả năng là nhiều khi vì vấn đề gọi là đàn bà, nó làm mình bị mất việc, hoặc là cái công danh của mình bị suy sụp là do cái người khác phái. Tại vì cái cung tử tức của nó xung chiếu, nó có đầy đủ đào hồng, thai vượng tướng binh, các kiểu trong đó, thì chú khuyên nó là kêu nó cẩn thận khi nó giao tiếp với cái người khác giới ở cái hạn từ 33. Thì nó sẽ dễ xảy ra những cái chuyện ví dụ như scandal và tình ái, làm cho vấn đề sự nghiệp của mình nó điêu đứng. Những cái bước đầu bố mẹ thương, bố mẹ cho đi học xa, bố mẹ đầu tư cho nhiều cái tình thương rồi, nó cũng là cái người thông minh, nó tính toán giỏi hay, nhưng mà đến cái hạn nó gặp về vấn đề tình ái á, thì sợ là những cái gì mà mình vun đắp cho nó, bản thân của nó, thì nó sẽ mất ở cái hạn đó. Cho nên là phải rất cẩn thận khi giao tiếp với phái nữ, hoặc là quen biết với ai ở cái hạn 33 trở đi á, ở cái hạn cung điền thôi, thì phải cẩn thận cái đó. Nó dễ dính vào một cái chuyện gì đó nó không may xảy ra, nó ngang trái, rồi lại con rơi con rớt, rồi các kiểu như vậy. Đó là cái hạn từ 33, là gia đình phải khuyên nó ở cái hạn đó nha. À, rồi cái người phối ngẫu của nó, thực ra cái thằng này số nó không phải là đa thê đâu, nó không phải là nó có nhiều vợ, vợ lớn vợ bé, tính không có, nó không có cái tính đèo bồng, nó cũng không có cái tính là không có chung thủy đâu. Nhưng mà cái số nó thì cái người phối ngẫu đầu tiên là cái người hơi thấp một chút. Cái tính cô này hơi đồng bóng một chút nha, giận hờn vu vơ, cũng hay bướng bỉnh. À, có tính lúc này lúc kia, tính cũng hơi bốc đồng thôi. Đó là cái người vợ của nó. Nhưng mà số nó có một vợ thôi. Chỉ sợ cái hạn á, là cái hạn 33 cho đến 42, thì cái hạn nó khuyên nó là nên cẩn thận khi mà giao tiếp với phái nữ á, thì chọn bạn mà chơi ở cái hạn đó. Đó, thì hy vọng là trả lời hết được những câu hỏi, những cái hạn
gần như là 30 tới 40 năm sắp tới của nó, thì năm nay bé nó có 19 tuổi thôi. Rồi cuối cùng thì thay mặt cho Chúa là Đức cũng như là bạn Phi, chúc cho gia đình bạn Hải Đông và con trai những bước đường kế tiếp nhiều thành công, nhiều cái thuận lợi. Chào bạn.